và cùng MC thể lực vận động rất là ok ha, tuyệt vời. À, cảm ơn các bạn, mình thấy là chat trên khung chat là rất năng lượng rồi ha. Trinh xin giới thiệu, Trinh họ tên đầy đủ là Lê Thị Huyền Trinh, hiện là Trinh là đang làm ở tỉnh Kon Tum. Thì cơ duyên là mình đến rugby thì từ tháng 11 năm 2022 thì đến nay cũng đã gần được 1 năm rồi các anh chị. Rất là tự hào, rất là vui vì đã được cùng đồng hành với rugby xuyên suốt trong 1 năm qua, và sáng hôm nay thì cũng vui hơn là được đồng hành với mọi người trong cái phần mục tiêu. Cho Trinh hỏi sáng hôm nay có bạn nào mà mình mới vào rugby trong vòng 1 tuần trở lại không ạ? À? Nếu mà mình vào được 1 tuần thì mình sẽ gọi lên khung chat là số 1 nha. Còn các bạn nào vào khoảng 1 tháng thì cho Trinh xin số 2. Anh chị có muốn giao lưu cùng với mọi người không ạ? À? À, Đỗ Hiền là vào 1 tháng và trên 1 tháng ha. Rồi, cảm ơn bạn. À, sáng nay Trinh đồng hành cùng mọi người vào cái phần là mục tiêu ha anh chị ha. Thì mục tiêu là gì? Nếu như mà chúng ta vào rugby hoặc là chúng ta bắt đầu một công việc mà chúng ta không có mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ không bao giờ mà về đích, đúng không các anh chị? Tại vì khi mà mình muốn đi đến một cái kết quả cuối cùng thì mình phải có mục tiêu rõ ràng. Không những mục tiêu rõ ràng mà nó phải cụ thể bằng một con số nha anh chị. Thì nếu mà chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta sẽ đi không có đúng hướng và không có định hướng được cho mình sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào. Các anh chị có đồng ý với Trinh như vậy không? Ok, cảm ơn các anh chị. Thì phần mục tiêu của mình là thì mục tiêu là có mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn nha các anh chị. Từ cái mục tiêu dài hạn chúng ta sẽ chia nhỏ ra thành mục tiêu ngắn hạn, và từ mục tiêu ngắn hạn chúng ta sẽ chia nhỏ ra, à, xin lỗi các anh chị, mục tiêu dài hạn chúng ta sẽ chia nhỏ ra thành mục tiêu trung hạn, và mục tiêu trung hạn chúng ta sẽ chia nhỏ ra tiếp nữa thành mục tiêu ngắn hạn nha các anh chị. Mục tiêu dài hạn là ví dụ như chúng ta có một con số cụ thể 3 năm hay 5 năm chúng ta sẽ tự do về tài chính. Nếu mà muốn được cái điều đó thì chúng ta phải chia nhỏ ra, bởi vì mà muốn tự do tài chính không phải là một việc đơn giản nha các anh chị. Sau này chúng ta sẽ có một cái mục tiêu, ví dụ chúng ta tự do tài chính nè, rồi chúng ta sẽ có một cái gia đình như thế nào, đúng không các anh chị, và kinh tế ra sao, thì chúng ta phải chia ra thành cái mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu trung hạn có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm các anh chị, và từ cái mục tiêu trung hạn đó chúng ta chia nhỏ ra mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu ngày, mục tiêu tháng hoặc là mục tiêu quý hoặc là mục tiêu năm cũng được các anh chị. Mục tiêu năm thì trung hạn và ngắn hạn thì chúng ta cũng đâu đó mình xem xa, nhưng mà mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu quan trọng các anh chị. Bởi vì muốn có được cái mục tiêu dài hạn thì chúng ta phải có được cái mục tiêu ngắn hạn, từ đó là mình mới đi đến cái mục tiêu lớn hơn các anh chị. Ví dụ như chúng ta muốn về cốt 2 sao, về cốt 1 sao đúng không, thì chúng ta phải có cái kế hoạch của tháng, đúng không các anh chị? Và trong 1 tháng đó chúng ta sẽ chia nhỏ thành tuần, và trong tuần đó chúng ta sẽ chia nhỏ thành ngày. Cốt 1 sao á, thì 30 triệu boy đúng không các anh chị? Thì cái vấn đề của chúng ta phải chia nhỏ ra là trong 4 tuần chúng ta sẽ đạt được gì, tuyển bao nhiêu đại lý và bán được bao nhiêu hàng, đúng không các anh chị? Nếu mà chúng ta không có sức thì chúng ta sẽ mượn sức, chúng ta sẽ tuyển thêm đồng đội để hỗ trợ mình để mà hoàn thành cái mục tiêu tháng của mình, và từ cái mục tiêu tháng mình sẽ hoàn thành được mục tiêu năm. Như Trinh nói là mục tiêu tháng, mục tiêu để về 1 sao là 30 triệu boy đúng không các anh chị? Thì chúng ta có cái nhóm mà đồng hành hà cùng đại lý nè, rồi các cái buổi mà new new buy pro nè các anh chị, thì vào đó là các anh chị đã được hướng dẫn rất là chi tiết, rất là cụ thể để mà hoàn thành cái mục tiêu ngắn hạn của mình các anh chị. Muốn mà về 1 sao thì các anh chị đơn giản nhẹ nhàng, thì các anh chị tuyển cho mình là bốn cộng tác viên ha, bốn đối tác đúng không các anh chị? Thì bốn đối tác này á, thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho họ là bán được 6 triệu boy tiền hàng ha, 6 lần 4 24 đúng không các anh chị?
Các anh chị chỉ cần bán 6 triệu buy nữa, có phải là các anh chị đã đạt được cái mục tiêu là cốt 1 sao không ạ? Các anh chị có thấy đơn giản không? Nếu mà đơn giản các anh chị comment là đơn giản cho Trinh ha. Rồi, rồi nếu như mà chúng ta muốn bán được 6 triệu buy đúng không các anh chị, thì tương đương với bao nhiêu tiền hàng? Khoảng 15 triệu tiền hàng ha. 15 triệu tiền hàng thì một ngày á mình bán có phải là cái 500 ngàn các anh chị ha. 500 ngàn thì bán hai hộp canxi là đủ đúng không các anh chị, hoặc là bán vài cây son, hai ba cây son, bán thêm phấn là đủ rồi. Quan trọng là các anh chị có mục tiêu nha các anh chị. Mình phải có mục tiêu rõ ràng là mỗi ngày mình bán được bao nhiêu và mình tuyển bao nhiêu và mình tiếp cận bao nhiêu khách hàng. Nếu mà mình muốn tuyển được 4 đại lý trong một tháng thì chúng ta sẽ tiếp cận bao nhiêu khách hàng đúng không các anh chị, thì mình sẽ lên một cái kế hoạch cụ thể. Mình sẽ lên kế hoạch cụ thể là một ngày là mục tiêu của mình là một tuần là mình tuyển được 1 đến 2 cộng tác viên, thì một ngày mình sẽ tiếp cận với lại 2 tới 3 khách hàng đúng không các anh chị. Chính tính ra cả cả những cái xác suất mà không đạt á, không thành công luôn á, thì một tháng mình tuyển ra 3 tới 4 đại lý là chuyện bình thường. Quan trọng là mình có cái mục tiêu, mình tiếp cận khách hàng, mình có danh sách khách hàng nha các anh chị. Các anh chị thấy cái mục tiêu có ok chưa? Ha? Bây giờ chúng ta lấy giấy bút ra và có thể là chát lên khung chat luôn. Chúng ta sẽ đưa ra mục tiêu của chúng ta trong ngày nay là gì? Và mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là gì? Trung hạn của chúng ta là gì? Dài hạn là gì? Ha? Và chúng ta sẽ gửi lên khung chat để mọi người tham khảo cái mục tiêu của mình ha. Các anh chị bắt đầu đi ạ. Sản phẩm thì rất là nhiều và một ngày bán 500 ngàn thì chúng ta có cam kết không ạ? Cam kết nha các anh chị. Một ngày 500 ngàn thật là đơn giản luôn á. Vấn đề là chúng ta có danh sách khách hàng ha, có chi tiết mục tiêu cụ thể một ngày tiếp cận bao nhiêu khách hàng nè, và bán những sản phẩm gì, tập khách hàng quanh ta là gì. Và đặc biệt đó là các anh chị lưu ý là chúng ta nên vào những cái buổi zoom 5 em ha, để mà có cái mục tiêu giống như Trinh nè. Mình được hướng dẫn lên cái mục tiêu hàng ngày thì mình sẽ có năng lượng nha các anh chị. Và mình vào các cái buổi học sản phẩm nữa nè. Nói chung là mình sẽ có một cái kế hoạch cho một cái công việc cụ thể để mình học những gì và mình bắt đầu từ đâu. Nói chung mình đừng có để mà mình bị hoang mang mà mình bị rối nha các anh chị. Nếu các anh chị rối, các anh chị mở điện thoại ra và nhắn ngay, nhắn nhanh luôn cho cái người mà bảo trợ của anh chị vào Robby ha. Anh chị đó sẽ giúp chúng ta là lựa chọn sản phẩm và hướng cho chúng ta có một cái mục tiêu cụ thể. Mục tiêu dài hạn của chúng ta phải là M3, M6 đúng không các anh chị, M9. Mục tiêu của chúng ta là không được vượt quá khả năng nhưng mà cũng đừng có đặt ra mục tiêu thấp nhất thấp quá nha các anh chị. Vì chúng ta có cái phần trừ hao, ví dụ như mục tiêu của chúng ta là M3 có thể chúng ta rơi đâu đó vào M1 nếu như mà chúng ta không đạt đúng không? Còn chúng ta đặt mục tiêu cao quá thì chúng ta sẽ không đạt được và chúng ta sẽ nản. Rồi, cảm ơn Hải Vân. Mục tiêu dài hạn. Tháng 12 là M12. Tháng 6, 26 là M6. Bác sĩ Dương Lễ, rất xin lỗi. Tháng 12 là M, 2028 là M12. Tháng 6, 2026 là M6. Mục tiêu trung hạn là tháng 6 25 đạt M3, tháng 6 24 M1 đó. Nãy trên nói là mục tiêu trung hạn là từ 1 năm tới 3 năm đó các anh chị. Các anh chị thấy bác sĩ Dương Lễ ra lên cái mục tiêu rất là rõ ràng cụ thể. Các anh chị có thể tham khảo nha. Rồi. Các anh chị thấy cái phần lên mục tiêu như vậy đã rõ ràng chưa? Các anh chị đã có cái mục tiêu riêng cho mình ok chưa ạ? Nếu ok rồi thì chúng ta cho ok cho năng lượng nha các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị, rất là ok ha. Phần mục tiêu rất là rõ ràng, Trinh đã hướng dẫn cho các anh chị lên cả mục tiêu ngày nè, mục tiêu tuần, mục tiêu tháng và mục tiêu trong 1 năm, 3 năm và 5 năm rồi ha. Chúc các anh chị có một buổi sáng vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có cái mục tiêu riêng của mình rõ ràng, chi tiết và cụ thể và bắt tay vào hành động ngay nha các anh chị. Trinh xin sau đây Trinh xin giới thiệu là nhường mic lại cho MC của cái buổi Zoom sáng hôm nay. Mời bạn Đinh Theo ạ. Cảm ơn các anh chị. Vâng.
À, thêm cảm ơn bác sĩ Trinh xinh đẹp rất là nhiều. À, một bác sĩ vừa xinh đẹp vừa lại giỏi giang. À, đội ngũ của Theo thì rất là ngưỡng mộ bác sĩ Trinh. Lúc nào cũng nói là hôm nay vào Zoom của bác sĩ Trinh để học combo sản phẩm. Đó là một trong những bác sĩ rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? À, buổi sáng nay thì Theo vô cùng cảm ơn tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi sáng rất là sớm để dạy tập thể dục. Rồi cảm ơn bác sĩ Dương, cảm ơn Mai Loan, cảm ơn ekip Hot đã cho chúng ta một buổi Zoom buổi sáng rất là năng lượng, rất là tuyệt vời. Thế tiện giới thiệu một chút, Theo tên là Đinh Thị Theo. Đang nói thì bị tắt mic. Theo đang làm kế toán trưởng tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, và Theo vào The Robby là tháng 4. Hiện nay thì Theo đang là cũng ba sao, và hôm nay thì Theo rất là vui được lên đây cùng đồng hành với tất cả nhà chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là cùng với nhà sâm Canadian, một nhà sâm rất là tuyệt vời. Thì như Recording in như các anh progress. chị em thấy ạ, bản thân Theo thời gian đầu vào Robby cũng rất là hoang mang trong việc lựa chọn sản phẩm, và không biết là đi những cái dòng sản phẩm nào để cho bản thân mình phát triển một cách là bền vững, một cách là nhanh và không bị lan man các sản phẩm. Thì một trong những các cái điều đó thì nhà sâm Canadian guitar của chúng ta ngày hôm nay đã xuất hiện và giúp cho những anh chị em người mới, cũng như là người cũ như chúng ta có những các cái bước định hướng về sản phẩm trong quá trình kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Cả nhà mình có thấy tuyệt vời không thì cho Theo xin thật nhiều bông nhiều tim, để ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi Zoom rất là tuyệt vời. Và đầu tiên, Theo xin mời lên đây một người chị mà rất là dễ thương, một người chị rất là xinh đẹp. Trong đội nhóm của Theo thì luôn luôn nói là ôi chị Theo ơi, chị Nhàn rất là xinh đẹp và rất là dễ thương, nói chuyện thì rất là dễ gần. Và ngày hôm nay thì Theo xin mời lên đây chị Thanh Nhàn sẽ lên đây cùng với chúng ta chia sẻ cảm nhận của sản phẩm sâm Vita cho các anh chị em biết là trong quá trình chị sử dụng đã có những cái cảm nhận như thế nào và khách hàng của chị có những cảm nhận như thế nào nhá. Theo xin mời chị Thanh Nhàn. Hello cả nhà, chào cả nhà buổi sáng nha. Lúc này ở bên này mọi người Chị chắc nãy gì Nhàn. cũng thấy công việc em đã lu bù quá. Chào cả nhà nha, cảm ơn ekip Hot ngày hôm nay đã dậy rất là sớm để mở phòng Zoom cho tất cả mọi người cùng họp mặt, cùng trao đổi, cùng hỗ trợ nhau về cái công việc kinh doanh Adobe nha. Cảm ơn Mai Lo, cảm ơn Dương Lễ và cảm ơn bác sĩ Trinh rất là nhiều. Một bác sĩ mà chị Nhàn rất là ngưỡng mộ, chị Nhàn lúc nào cũng 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 ngóng bác sĩ để lên những cái buổi Zoom để mà hướng dẫn cho hỗ trợ cho tất cả chị em mình về bán sản phẩm theo combo. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn MC xinh đẹp Linh Thêu ha, đã hỗ trợ, đã MC cả buổi để kết nối tất cả các chị em với nhau. Hôm nay chị Nhàn có được rất là hân hạnh được mời để mà chia sẻ về cái sâm Vita, sâm Canada Vita ha. Rất là cơ duyên của nhà vàng đến với sâm Canada Vita thì nó cũng rất là tình cờ. Lúc đầu mình vào The Ruby á thì cũng rất là loay hoay và rất cũng không biết vì đi cái dòng nào cho nó hợp và nó thích hợp với cái lứa tuổi của mình á, đấy, và giúp đỡ cho công việc mình nó bán cho suôn sẻ. Thì một hôm thì cái thời điểm đó là và chắc được tháng ta, chắc tháng quá, thì đi qua kho với Mỹ Hiền. Mỹ Hiền thì mấy chị em đi có, chị Thảo với bạn của chị Thảo nữa, là có Mỹ Hiền đi qua bên kho The Robby á. Thì lúc đó là cái thời điểm đó là chị Nhàn mới có em xin lỗi, Nhàn mới có bị Covid tầm tầm hết trong khoảng chừng đâu 2 tuần nữa nhiêu, tức là bị Covid lần thứ 5 rồi đó cả nhà. Xong đi vào kho Adobe thì mọi người đi tham quan, đi
ngắm các cái mặt hàng và tìm hiểu các mặt hàng trong kho, thì vô tình đi ngang đến một cái ra cái khoảng kho mà có cái lây hàng của Sam Vita. Thì lúc đó thấy chị Thúy á, chị Thúy CEO của Sam Caravita thì chị đang đứng thuyết trình cho mọi người về Sam. Thì chị thấy Hiền với là nhóm của chị Lê Hiền và Mỹ Hiền và chị Nhàn đi ngang qua thì chị mới lời tới. Thì chị dạy dạy giải thích chị giới thiệu về sản phẩm Sam này kia. Thì lúc đó Nhàn trong trong cái Nhàn đang bị Covid mà nó thiếu oxy rất là nhiều, cho nên Nhàn rất là mệt, lui ra ngoài. Lui ra ngoài thì chị thấy mới thấy như vậy á, thì mới hỏi ủa em thấy chị sao mà chị khó thở hay sao đó, mà em thấy chị càng ngày càng đi xa. Bởi vì khi mà xăm, khi mà oxy nó không có chứa đủ, phổi nó không có chứa đủ khí thì đám đông rất là sợ đối với những người bị Covid. Nên từ đó thì chị thấy mới bảo là thôi chị đặt liền một hộp xăm lát, chị ra ngoài chị ngậm pha pha nước uống hoặc là chị ngậm. Thì từ đó chị nhàn mới đặt liền. Lúc đầu tiên thì cả nhà mình biết không, là nhàn cũng không có tin đâu, cứ nghĩ là đâu có thể nào mà nó nhanh dữ vậy đâu. Lúc chị thấy cam cam kết với nhàn là cam đoan với nhàn là chị ngậm là sẽ trong vòng chừng khoảng 20 phút trở lên là chị rất là khỏe. Lúc đó là thực ra là cũng không có tin, không có nghĩ là mình đổ nằm bệnh viện rất là nhiều. Nằm bệnh viện trên Gia An và bệnh viện trên Tân Phú là nằm đã 20 ngày, 21 ngày mà cũng không, khi trở về nhà là bình oxy ra là nó mệt, nó rất là nó mệt dữ, không có thở được, cầu thang cũng không đi được. Thì mình cứ nghĩ là một cái sản phẩm gì mà đâu đơn giản mà nó chỉ có 20 phút mà làm cho người mình khỏe. Nhưng mà thôi kệ, cứ mua và chị thấy đã CEO đã cam đo kết như vậy thì mình cứ mua và dùng thử. Thì ra ngoài thì có mua và đặt mua, thì cũng nói thật cả nhà là khoảng tầm 20 phút là mình nó khỏe dần, phải là tiếp tục công việc. Từ đó nhà mới cảm thấy cái sâm này nó rất là tốt, nó đủ hỗ trợ oxy cho phổi rất là nhiều, cho nên là nhà bắt đầu mới tìm hiểu kỹ và học những cái nội dung của nhà Caravita. Thì nhà tìm hiểu và đi bán, thì nhà cứ mang cái câu chuyện của chị nhà nhàn là đi bán cho người ta thôi, đi bán cho khách hàng của nhà. Thì thực tế khi mình đã dùng, mình cảm nhận thì mình rất là mạnh dạn để chia sẻ cả nhà. Mình chia sẻ có cái gì thì mình nói cái đó thôi, còn ra thì cũng không có không thêm và cũng không bớt và cũng không có nói là cái sản phẩm mình nó thần thánh đến như thế nào. Mình có sao mình nói vậy, mình dùng như thế nào thì mình sẽ nói như vậy, như thế đó. Thì từ đó khách hàng họ sẽ cảm nhận được cái chân tình của mình, cái con người mình. Khi mà mình cảm nhận thật, mình nói thật thì truyền cái chân thành từ mình đến khách nó rất là dễ cả nhà. Khách họ cảm nhận, khách hàng bây giờ họ rất là thông minh, họ rất là thông thái, chứ không phải như ngày xưa mình muốn nói sao mình nói. Thì khách hàng đã đón nhận, thì đón nhận thật, đón nhận rất là chân thật, thường thường nhiệt tình luôn á. Từ đó thì chị Nhàn cứ bán lại thôi, bán đi tới mà không biết là trở thành bestseller hồi nào cũng không hay nữa. Cái khi mà chị khi mà gì, xưa đưa cái thông tin đến xưa người ta mang gì đó mời đưa thông, Nhàn cũng không nhớ nữa, đưa thông tin đến là mời chị đã trở thành bestseller. Thì chị Nhàn cũng không có hiểu được, cũng không có nghĩ được mình bán nó thành bestseller đâu. Cứ dùng cảm nhận rồi mang chính cái câu chuyện bản thân mình để đi bán sản phẩm thôi cả nhà. Cho nên là từ cái chỗ đó là cứ bán mà thấp, đúng thật thăm Canada rất là tốt về cái hỗ trợ từ cả nhà mình. Trong nhà mình chắc là cũng có người bị Covid giống như Nhàn đúng không, thì cái bị cái giấc ngủ của cả nhà, chẳng những nó khí không có đủ khí, phổi nó không có đủ khoảng trống để chứa oxy, mà kể cả cái mất ngủ. Cái này các chị em thấy khi mình bị xăm, bị Covid thì mình bạc trắng tóc luôn, có 5 lần bị Covid là tóc nhà bạc trắng hết, là cái mức độ nó ảnh hưởng đến cơ thể mình rất biết là bao nhiêu. Mất ngủ là thôi khỏi phải nói, cái 2 tuần mình bị là mình không có nhắm mắt được luôn, cứ ngồi riết rồi không có nằm thì thở không được, mà ngồi thì nó mệt, coi như là không ngủ, mắt thì thâm quầng như con gấu trúc vậy đó. Nhưng mà dùng xăm nó thật sự ngủ rất là ngon cả nhà. Nên cả nhà mình tự tin đi, tự tin đi bán xăm, tự tin mua về sử dụng và đi bán xăm. Đi bán để mục đích mình bán không phải là mình kiếm vài đồng lời, mà mình sẽ đưa cho khách hàng những cái sản phẩm mà bên ngoài người ta tìm không có ra. Thực tế là không có ra. Không có ra cả nhà. Ví dụ như cũng cái gói xăm đó mà mình cả cái khách hàng của mình đi mua một hộp của chị có 74 ngàn mà tới 18 gói.
À, sao 18 gói mình rồi, thường thường thì mình hỏi sao có 74.000 18 gói đó chị. Xong rồi đưa ra thì nói thật với cả nhà mình không có tìm cái chỗ nào là cái xong mình thử một chút mình không có thấy cái vị nó như thế nào cả. Thì cả nhà mình cứ suy nghĩ đi, vào trong Dropy mình nữa thì nó rất là hàng hóa thì được kiểm tra kiểm định rất là ngặt ngã và nghiêm ngặt. Mà hàng về nói về chất lượng thì cả nhà chị em mình học nhiều cũng biết chắc rất là chất lượng, và Sam Vita Canada Vita là một trong những cái lây hàng trong Dropy mà khẳng định về chất lượng rất là nhiều là tốt. Cho nên hôm nay thì nhàn cũng cái nhà thấy bữa nay mình chị nhàn khỏe rồi đúng không? Thật nhiều thức từ 2 giờ sáng tới giờ đó, chứ không phải giờ mới thức đâu. Lúc nãy giờ thì cả nhà cũng biết đang làm việc chứ chưa có xong việc đâu mà bỏ lên với cái trách nhiệm là với cái mình chia sẻ, mình được mời để chia sẻ cái cảm nhận của mình đến cả nhà mình. Thì nhàn cái gì thấy không, từ 2 giờ đến giờ một bà già này, tất cả các chị em trong trong cái nhóm của Lan Anh với Tiên Lý Hiền là đặt chị nhàn là bà già gân. Thôi chị nhàn có cái gì đó, có dùng cái gì hay bán được cái gì, cảm nhận gì thì chia sẻ với cả nhà chị em mình. Mong rằng tất cả các chị em mình mới trong này thì hãy mua Sam Vita về cảm nhận và dùng chính cái bản thân mình để lan tỏa ra bên ngoài. Không có cái gì bằng sự chân thành của mình, từ trái tim sẽ đến trái tim từ cả nhà nhé. À, chúc cả nhà ngày mới bảo đơn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Không biết có trái giờ, chắc là trái giờ. À, cảm ơn chị à, nhà rất là nhiều à, một kết quả của chị nhà rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? À, nhà mình có thấy tuyệt vời hay rất tuyệt vời thì cho theo xin nhiều bông nhiều tim để thả những trái tim tới chị Nhàn nhé. À, trong tim của theo thì rất là nhiều người ngưỡng mộ chị Nhàn về sự nhiệt tình dễ thương cũng như là giúp đỡ mọi người, và chính chị Nhàn cũng là cái người mà chia sẻ cho theo về cái cảm nhận trải nghiệm xăm và cũng hướng dẫn cho Theo là sẽ đi tư vấn cho khách hàng khó tính của Theo về xăm. Thì đây là một trong những kết quả có thật và đang được gọi là đang đang được chứng thực nha cả nhà. Chị Nhàn là bị hậu Covid, bị hậu Covid khó thở mất ngủ mà trải nghiệm cái dòng xăm Vita của chúng ta rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay sau buổi Zoom này, các anh chị em mình hãy tự tin lấy những cái kết quả chia sẻ của hôm nay chị Nhàn để mình thứ nhất là trải nghiệm sản phẩm để cho sức khỏe mình tốt lên, thứ hai là chúng ta hãy mạnh dạn từ cái kết quả của chị Nhàn và bản thân để chúng ta lan tỏa dòng sâm này cho nhiều người biết tới. Đó là kết quả của chị Nhàn rất là tuyệt vời nhé cả nhà mình nhé. Và cả nhà mình ơi, ngày hôm nay thì nhà cung cấp đặc biệt gọi là hậu hĩnh cho chúng ta vừa được học tập để kinh doanh mà lại vừa có 3 phần quà trị giá là dưới 1 triệu trên 300 nghìn. Thì cả nhà mình sẽ nhìn thấy trên ô chat có cái phần mà gọi là phần mini game. Mau mau hãy điền tên, địa chỉ, số điện thoại của mình vào để cuối chương trình chúng ta vừa học tập và vừa nhận được nhiều phần quà hấp dẫn nha. Rồi, tiếp theo sau đây thì theo xin mời lên đây một anh đại lý rất là trẻ của Dropy và cũng đã có những cái trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm Sam Vita của chúng ta rất là tuyệt vời. Và sau đây, tôi xin mời lên đây đại lý Minh Trường sẽ lên đây chia sẻ với chúng ta kết quả trải nghiệm sản phẩm của khách hàng của anh. Theo xin mời Minh Trường nha. Cả nhà mình hãy thả nhiều bông, nhiều tim để mời Minh Trường lên đây nha. Xin chào chị ạ. Chị nghe thấy ông nói hả? Nghe mà hơi nhỏ Trường ơi. Dạ hơi nhỏ không ạ? Dạ thấy ông không? Phải dùng công cụ Ừ, cũng của mình cũng 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 tạm tạm được rồi đấy. Trường nói to lên một tí là ok ha. thôi. Dạ đây dùng cái này nhá. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý anh chị trong Zoom. Em cũng lần đầu tiên, lần thứ hai lên đây nên cũng nhiều cái rất là mới lạ với anh chị. Thì em xin giới thiệu một chút về bản thân. Em thì hiện tại đang sống và làm việc tại Bảo Lộc, và hiện tại công việc của em là giáo viên dạy anh văn.
Không biết mọi người trong này có ai là giáo viên không? Em là giáo viên thôi. Cũng mới vào được lobby chắc được có mấy tháng. Thì hôm nay được bên ban tổ chức cho cơ hội để có thể mình chia sẻ về Sâm. Thì em xin vào luôn chương trình luôn, tại vì em chỉ có 5 phút thôi, mất công khiến cho mọi người cháy giờ. Cái sản phẩm đầu tiên mà em chọn để kinh doanh ở trong bên mình ấy. Không nghe Chẳng được. hạn em nói to lên một chút nữa được không? Dạ. Vậy được chưa? Nghe rõ không? Ừ cũng được nhưng mà hơi nhỏ, mọi người đang nói là hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Em to lên một tí nữa là được. Vâng vậy. Ok nhá chị nhá, vậy chưa? Rồi ok rồi đây. Dạ. Thì giọng em nó hơi nhỏ ấy, anh chị em thông cảm. Thì em thì cái lúc hơn thời gian đầu ấy thì em cũng không biết là mình sẽ chọn sản phẩm nào, nhưng mà đây là một cơ duyên thì đang loay hoay như vậy, tự nhiên em cứ đăng lên Facebook ấy anh chị, tự nhiên là có một người tới hỏi là bạn có Sâm không. Thì đó với bạn này cũng là lâu lắm rồi, nhưng mà không biết mình nó cũng không nhớ ông bạn này lâu lắm rồi ấy. Tự nhiên là một ngày đó bạn gọi cho mình, thì bạn bảo là có Sâm không, thì giới thiệu cho mình với, thì mẹ mình đang bị bệnh khá nặng nhưng mà bị sốt huyết cao tử. Thì lúc đó thì em mới suy nghĩ là bây giờ cái Sâm mình không biết là có cho xong cho người ta được hay không, thì em mới bảo cho mình 3 ngày để mình đi học đá rồi mình đi chia sẻ các bạn được. Thì sau 3 ngày mình cũng may mắn là trên cái sản phẩm Sâm nó cũng có được học, thì em học được 3 ngày. Nhỏ anh chị lạ ta, nhỏ lắm. Vậy anh chị đợi em tí nhé, em lấy cái thằng này là qua. Hướng lấy cái này đi anh chị, cái này ok chị ơi, cái này thì chắc chắn Rồi, rồi nghe rõ rồi em ạ, nghe rõ rồi. đấy. Vâng, Ok. sorry anh chị nhá, tại vì cái sản phẩm của em nó hơi bị vấn đề. Thì cái hồi trước ấy mà em bắt đầu thì em không biết là dùng cái sản phẩm nào để mình có thể là mình chia sẻ trong Robby. Thì vì một cái cơ duyên mà em được gặp đó là em cứ đăng lên, em cứ thích cái sản phẩm nào thì em đăng lên Facebook rồi Zalo, em đăng hết lên. Thì khi đăng vậy thì em cũng thì bạn cũng lâu rồi, bạn này em cách em phải mười mấy năm rồi đấy, em mới gặp lại trên mạng thôi. Thì bạn bảo là mẹ mình bây giờ đang bị bệnh như thế này này đó, thì bạn có sản phẩm nào hay không. Thì bạn gợi ý, bạn đó cũng tự gợi ý cho mình luôn, đó là sản phẩm Sâm. Mà Sâm thật sự lúc đấy em chả biết vì nó như thế nào. Thì em hứa bạn đấy là thôi cho mình 3 ngày đi, 3 ngày để mình đi học hỏi đã rồi mình chưa dám chia sẻ với bạn đâu. Thì khi mà cũng may mắn là trong thời gian đó thì nhà cung cấp cũng có khóa học 3 ngày ấy để chia sẻ. Thì hình như là có bác sĩ Trinh ở đây cũng là người đồng hành. Thì em sau khi 3 ngày ấy, thì em cũng 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 học xong, thì em mới thấy rằng đây là một cái sản phẩm rất là hợp lý và dễ tính và dễ bán ấy, và hợp lý cho cái đối tượng của mình. Thì em cũng chia sẻ xong đó, thì đầu tiên với bạn này gia đình này rất là khó tính trong sử dụng các sản phẩm chức năng, tại vì người ta sử dụng rất nhiều rồi, một phần kinh tế thì họ rất là có, cho nên họ sản phẩm, cho nên em rất suy nghĩ khi đưa ra một sản phẩm cho họ. Thì cũng mình rất là may mắn thôi, đưa ra thì sau một tuần họ thông báo lại là cái sản phẩm bên mình là khá tốt, và thứ nhất là cái mùi hương ấy họ cảm nhận được là nó là thật. Thì mình nghe đó thì mình rất là vui. Trước mắt là không biết là có bán hay không, và cảm thấy một cái người khó tính mà họ thấy rằng là đây là một sản phẩm mà họ đặt một cái sự uy tín cho nó. Thì từ lúc đó giống như nó mở cho mình, cho em một cái lộ trình về vấn đề Sâm. Đến bây giờ thì sản phẩm Sâm và một sản phẩm nữa đang là một sản phẩm em hay bán được nhất. Thì em thấy rằng là sản phẩm Sâm á, riêng về bản thân em ấy thì em thấy nó không phải, tuy không phải là một sản phẩm mà 100% như thuốc tiên, nhưng mà nó là một cái sản phẩm mà tương đối có một uy tín nào đó để cho em có thể mang đi chia sẻ với mọi người.
Em không dám nói thúc tiên mọi người nhé, bởi vì mọi người biết rằng ấy, nếu mà chúng ta nói thúc tiên thì chúng ta đang thần thánh hóa một sản phẩm, mà trên đời này thì chắc chắn không có một sản phẩm nào mà uy tín đến cái mức đó. Đến bây giờ thì em có một chia sẻ thường thường những câu hỏi nào mà liên quan đến sâm thì em thấy rằng cái cây thì em nói chung luôn sâm luôn ạ. Thì có thể là Vita là sâm củ thì nó rất là dễ dễ, nhưng mà cái điểm yếu nó là đắt. Vậy thì cái dòng sản phẩm sâm bên mình thì em thấy là cái sản phẩm bột này đấy lại dễ bán hơn. Thế nhưng mà nó là có điểm yếu mà em thấy rằng là nhiều khách hàng hay hỏi em, đó là cái màu sắc ấy ạ. À, khi mà mình cho uống cái loại 210 ngàn đó, nó là một màu, nhưng mà khi mà nâng lên khoảng cái loại 900 và loại xét đấy, nó lại là một cái màu khác, và cái mùi sâm của nó ấy, thì nó lại khác đi rất nhiều so với thằng Red. Thì nhiều khách hàng hỏi em là ủa vậy thì nếu mà thay đổi như vậy thì không biết cái tác dụng thế nào, thứ hai là cái sản phẩm đấy, cái thành phần thế nào. Thì em cũng chia sẻ cho mọi người biết để mọi người gặp trường hợp thì đó, thì mọi người sẽ có những câu hỏi, câu trả lời nó chuẩn hơn. Thì tất nhiên thì một sản phẩm nào đó nó cũng có giá trị. Thì hiện giờ đấy, về ông chia sẻ một người cuối cùng, đó là bố em đang sử dụng sản phẩm sâm ở bên mình. Thì bố em mới bị tai biến cách đây mấy một tuần thôi ạ. Hiện giờ đang sử dụng sâm và em thấy em cũng cảm thấy khỏe rất nhiều. Hồi trước là đang nằm trong bệnh viện, bây giờ mới được về rồi thì em thấy là bố em cũng đã được cảm thấy là khỏe hơn, đi lại được. Hồi trước là bị méo miệng luôn nha mọi người nhá, méo miệng luôn đấy. Mà em thử có không phải thử mà em tin vào cái sản phẩm bên này mình để có thể làm sao đó giúp cho bố mình có thể khỏe hơn. Thì em thấy rằng là hiện giờ là khỏe hơn thật sự, đây là chứng nhân thật sự. Và bây giờ em nói thật mọi người, em chuyển thêm một cái thằng này nữa là Fico, tại vì em thấy Fico cái tuy mà mặc dù hôm nay nó bị sâm thì mà em nó cũng muốn chuyển sang Fico nó để cho bố em có thể nhanh khỏi hơn. Và kết hợp giữa hàng là hai ba sâm và Fico em nghĩ rằng đó là một cái rất là tốt. Vậy em chỉ có 5 phút thôi cho nên em xin chia sẻ một số cảm nhận nhỏ nhỏ ở đây. Cảm ơn quý anh chị đã cho em lên Zoom và chúc anh chị sẽ có một ngày báo đơn ạ. Thì Ok, được rồi. à, cảm Dạ. ơn trường rất là nhiều nha. À, một kết quả rất là tuyệt vời đúng không? Cả nhà mình hãy thả nhiều bông nhiều tim để cảm ơn trường nhá. À, đó là kết quả thực của khách hàng, mà khách hàng thì không nói dối đúng không cả nhà? À, khi mà khách hàng cho chúng ta những cái phản hồi tốt thì cũng đồng nghĩa là đã chứng thực sản phẩm của chúng ta tốt và để chúng ta tự tin đi kinh doanh đúng không cả nhà? Và đặc biệt nhất là trường đã sử dụng cho bố. À, nếu như có cái gì trên đời này mà tốt nhất, đúng không? Tuyệt vời nhất thì chúng ta mới dành cho bố mẹ và gia đình. Thì trường đã lấy sâm của nhà Vita và cho bố sử dụng. À, đó là một trong những người con rất là có hiếu và cũng là chứng tỏ cái sản phẩm của chúng ta rất là được tin dùng. Thì cả nhà mình ơi, bây giờ đã có hai kết quả của hai anh chị trong đại lý của chúng ta. Vừa là bản thân, vừa là gia đình và vừa là khách hàng. Thì chúng ta đã đủ tự tin để chia sẻ sản phẩm chưa? Và ngay sau đây thì sâm đã tốt rồi, kết quả đã có rồi, thì chúng ta hiện sẽ được mời lên đây một nhà đại diện cho nhà cung cấp để cho chúng ta biết là chúng ta sẽ kinh doanh sản phẩm như thế nào, tiềm lực của công ty như thế nào và hướng tới sau này sẽ được phát triển như thế nào nhé. Theo xin mời lên đây chị Tâm An. Là người đại diện cho nhà cung cấp Samvita sẽ cùng với chúng ta đồng hành trong buổi sáng ngày hôm nay và sẽ cho chúng ta những các cái chính sách rất là tuyệt vời cũng như là quá trình để chúng ta kinh doanh ở đây sẽ được hỗ trợ như gì nhé. Theo xin mời đại diện nhà cung cấp Samvita, xin mời Tâm An. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Em xin cảm ơn chị MC đã kết nối cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả ekip đã hỗ trợ cho buổi Zoom sáng ngày hôm nay rất là suôn sẻ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm An, em là đại diện của nhãn hàng PDB Chenling. Sáng ngày hôm nay thì theo dự kiến theo lịch là chị Thanh Thúy, CEO Thanh Thúy sẽ lên để chia sẻ với mọi người về sản phẩm, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì chị Thanh Thúy có một công việc đột xuất, vì vậy là em đại diện lên.
để xin chia sẻ một chút về sản phẩm. Và em cũng xin nhắc lại một chút là như sản phẩm ở bên của công ty Canon Vita là đây là trên kệ Robby, thì các anh chị cũng biết là mình có hai cái sản phẩm, và sản phẩm ở bên em là sản phẩm nhập khẩu từ Canada về. Tất cả các sản phẩm của Canon Vita thì hướng đến cái sự mà nguyên nguyên chất. Và nếu có chiết xuất thì cũng sẽ là chiết xuất toàn phần, bởi vì vốn dĩ trong nhân sâm á, từ trước đến nay thì nếu mà là nhân sâm thật á, thì là nó đã vốn dĩ nó có đầy đủ những cái nhóm chất cơ bản rồi, và nhân sâm nó thực sự là rất là tốt đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là với những người có vấn đề về sức khỏe. Còn nếu mà thực sự mà mình cái sức đề kháng của mình mà còn đang khỏe đấy thì mình sẽ không thấy cái sự vi diệu của nhân sâm đâu, và vốn dĩ là chỉ cần nhân sâm nguyên củ thôi là đã là đủ để cho mà cái nhân sâm nó phát huy tác dụng rất là tốt đối với lại toàn bộ cái các cơ quan trong cơ thể mình rồi. Vì vậy là chút xíu nữa thì em sẽ có thể nói sâu hơn về cái sản phẩm bên em. Nhưng mà em cũng xin nhắc lại là bên em không có những cái sản phẩm giống như là nhân sâm hòa tan hay là nhân sâm về chiết xuất, mà bên em chỉ thuần về nhân sâm củ thôi, nhân sâm thật 100% nhập khẩu từ Canada về. Thì em cũng chia sẻ một chút những cái sản phẩm về cái sản phẩm bên em như vậy, và em xin phép được chia sẻ slide trước khi vào vào cái chia sẻ về USB sản phẩm ở bên em, những cái điểm đặc biệt ở bên em á, thì cho em hỏi là bên bên Zoom của mình á, các anh chị đã từng có anh chị nào mà chưa biết đến cái dòng sâm Canadian Vita bên em không ạ? Chưa chưa từng sử dụng đến cái dòng sản phẩm nhân sâm Canadian Vita. À, chị Trinh chưa biết. Dạ. Ở trên app Robby á, thì các anh chị có thể đánh chữ PDB Chenlink. PDB Chenlink thì các anh chị sẽ kích vào phần theo dõi, và từ đó thì các anh chị sẽ nhận được những cái thông tin về cái buổi training đào tạo hệ thống, hoặc là những cái chương trình, hoặc là gia nhập vào những group ở bên PDB Chenlink bên em, thì có hàng tuần có rất là nhiều những chương trình khuyến mại. Giá ở bên trên Robby cũng rất là được trợ giá rồi. Tuy nhiên là để hỗ trợ các anh chị kinh doanh á, thì bên PDB vẫn có những cái chương trình khuyến mại rất là tốt để hỗ trợ cho đại lý mới nữa. Thì các anh chị có thể gia nhập vào những group, hoặc là kích vào phần theo dõi ở trên phần PDP Mon để theo dõi thêm nhiều cái sản phẩm hơn ạ. À, chưa được dùng. Dạ, những cái sản phẩm này thì giá ở bên em là sản phẩm nguyên chất nhưng mà giá tốt lắm. Các anh chị hoàn toàn có thể mua để trải nghiệm một cái sản phẩm cho mình, cho gia đình mình đấy ạ. Dạ. À, em xin phép được chia sẻ cái slide của ngày hôm nay. Dạ, em xin phép chia sẻ về nguồn gốc xuất xứ, ưu điểm vượt trội cũng như là điểm khác biệt của nhân sâm Canon Vita và các dòng sản phẩm nổi bật hiện đang phân phối tại Việt Nam cũng như là tại các quốc gia trên thế giới. Về sản phẩm của nhân sâm Canon Vita thì Canon Vita là công ty có cái farm trồng, tức là có cái vườn trồng nhân sâm và sản xuất tại Canada luôn, và có trụ sở tại Ontario, Canada. Đây là vùng đông nam của Canada, và người sáng lập của công ty là người Canada gốc Việt. Và Canon Vita là thành viên của Hiệp hội trồng nhân sâm Canada, và là công ty nhân sâm Canada đầu tiên đưa nhân sâm Canada vào thị trường Việt Nam. Và đây là những cái hình ảnh của CEO cùng với lại những người cộng đồng nghiệp của mình trong những ngày đầu cộng tác và đang đứng tại farm tại Canada. Và cái ưu điểm vượt trội của Canon Vita thì Canon Vita có cái sự đặc biệt về cái thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước, bởi vì là khắp Canada thì chỉ có một cái vùng rất là nhỏ có thể trồng được nhân sâm thôi, và nhân sâm thì rất là khó trồng. Nhân sâm của Canon Vita là nhân sâm đủ 5 năm tuổi, đất thì được chuẩn bị trước 1 năm, sau đó thì nhân sâm được trồng trong đất 5 năm, và sau đó khi mà đạt được cái hàm lượng saponin tối ưu thì sẽ được khai thác, sẽ được bắt đầu sản xuất. Và đến thời điểm này là bên Canada đang bắt đầu sản xuất sâm tươi, có một số những cái sản phẩm sâm tươi đã bắt đầu được sản xuất lên rồi, và thời điểm từ tháng 10 đến tháng 12 là cái thời điểm để thu hoạch nhân sâm tươi hàng năm.
Và sản phẩm này á, thì được sản xuất bởi một công ty Canada có tự trồng và tự chế biến nguyên liệu nhân sâm. Vì vậy các anh chị có thể tin tưởng đây là một cái sản phẩm nhân sâm thật 100% từ Canada. Và cái sản phẩm này thì được nhập khẩu cả nguyên hộp từ Canada về Việt Nam, chứ không phải là sản phẩm chế biến tại Việt Nam. Và như các anh chị biết là Canada là một cái quốc gia thuộc khối G7, vì vậy là tất cả những cái tiêu chuẩn về cái chất lượng của họ khi mà xuất khẩu rất là gắt gao, và các anh chị hoàn toàn có thể tin tưởng về cái bảo chứng về chất lượng cũng như là nguồn gốc của sản phẩm. Và Canon Vita là cái công ty có thương hiệu và đối tác lớn của nhiều cái hệ thống bán lẻ tại Canada giống như là Costco hay là Walmart, và sản phẩm của công ty chúng em thì đã xuất khẩu hơn trên 30 quốc gia trên thế giới, và các sản phẩm của Canon Vita đạt những cái chất lượng chứng nhận chất lượng quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới như là Mỹ, Canada, Dubai, Singapore, Nhật Bản cũng như là Việt Nam. Đó là cái chứng nhận SQF cấp độ 2. Đây là cái chứng nhận về quốc tế khi mà sản phẩm muốn nhập khẩu vào một quốc gia ở những cái nước phát triển ca ở những cái nước mà thuộc khối EU cao hay là khối Liên minh châu Âu á, thì là một cái chứng nhận bảo chứng của quốc tế. Hoặc là khi mà về Việt Nam thì công ty phải có cái chứng nhận CITES. CITES này là chứng nhận hai đầu từ Canada và Việt Nam, cũng như là chứng nhận GACP. Đây là cái chứng nhận về nguồn gốc thuần 100% từ tự nhiên của sản phẩm. Và điểm khác biệt của nhân sâm Canon Vita, nó do cái đặc điểm về thổ nhưỡng nên là cái nhân sâm Canada nó lại có cái tính mát, vì vậy là dùng được cho người cao huyết áp, và vì nó đầy đủ những cái nhóm chất hàng vitamin nên là có thể sử dụng như một cái loại thực dưỡng hàng ngày mà cái không gây nóng trong, và rất là nhiều đối tượng có thể sử dụng được nhân sâm giống như là trẻ em trên 12 tuổi, đặc biệt là những người từ 30 trở lên. Đến những người già mà có những cái bệnh nền thì mình hoàn toàn có thể sử dụng nhân sâm như một cái liệu pháp kết hợp để hỗ trợ cái đề kháng và hỗ trợ sửa chữa những cái mất cân bằng ở trong cơ thể của mình. Và cái quy trình sản xuất của Canon Vita thì nó rất là nhất quán và đảm bảo an toàn, cùng với tiêu chuẩn sản xuất chặt chẽ, tiêu chuẩn về trồng trọt, tiêu chuẩn sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chế biến, nên là nhân sâm Canon Vita luôn đạt tiêu chuẩn cao khi mà sản phẩm đến với người tiêu dùng. Và cái hàm lượng chinsenoside, đây là một cái hợp chất quý trong nhân sâm Canada, thì cao gần gấp đôi so với nhân sâm châu Á. Và đây là các anh chị có thể thấy là nhân sâm trồng tại vùng Ontario thì tỷ lệ chinsenoside nó lên tới 9,56% và nó cao vượt trội so với các vùng trồng nhân sâm khác. Và cái tỷ lệ chinsenoside nó hàm chứa cái hàm lượng chất Rb1 hay chất Rg1 này á, Rg1 này ấy là một cái hợp chất mà nó là chứa rất là nhiều những thành phần tốt ở trong nhân sâm, và khi cái hàm lượng này càng cao thì mình dùng một cái lượng nhân sâm vừa phải thì mình lại được những cái dưỡng chất tốt ở trong cơ thể vào hơn. Và đặc biệt cái chất Rb1 này á, là nó lại hỗ trợ lại khi mà chúng ta ổn định lại thần kinh, tập trung lại, nó giúp cái tuần hoàn máu rất là tốt. Vì vậy là nó giúp hỗ trợ cho mình ổn định lại thần kinh, mình chống stress, trầm cảm, và đặc biệt là phù hợp với lại trong cái tình hình hiện nay khi mà bối cảnh thời tiết, môi trường, xã hội có những cái biến động rất là khó là kiểm soát. Vì vậy là nhân sâm Canada giúp mình hồi phục lại, bình tĩnh lại để có thể là tỉnh táo, sáng suốt, đưa ra những cái quyết định phù hợp hơn trong cái từng hoàn cảnh khác nhau. Và đây là cái hàm lượng của tất là những cái vitamin đã có ở trong nhân sâm của Canon Vita, và cái hàm lượng nó đầy đủ những cái nhóm chất béo, protein, carbohydrate cũng như là chất xơ, vi chất, và đặc biệt là nhân sâm Canada là tính rất là hàn nha các anh chị. Nó khác hoàn toàn với lại nhân sâm châu Á, là nhân sâm châu Á là tính nóng, nó phù hợp với lại những cái gọi là muốn khi sử dụng vào thì nó dễ hưng phấn hơn, và nó phù hợp với những người chơi thể thao. Còn nhân sâm Canon Vita thì nó lại tính mát, tính hàn, vì vậy dùng nhân sâm vào thì nó lại phù hợp cho mình có thể sử dụng hàng ngày, đặc biệt là có thể thậm chí là mình có thể sử dụng trong rất nhiều năm, hàng ngày dùng luôn.
Và cái này em có thể khẳng định luôn, nhưng mà không có gây nóng trong, và hoàn toàn là chỉ là giống như mình là một cái liệu pháp, mình có điều kiện đến đâu thì mình sử dụng đến đó để cho nó vào trong cơ thể của mình, và nó giúp giữ lại trẻ hóa cái tế bào, bởi vì nhân sâm thì nó có rất là nhiều cái chất chống oxy hóa, vì vậy nó có thể giúp trẻ hóa lại tế bào, hoặc là giúp sửa chữa lại những cái vấn đề có trong cơ thể của người già, ví dụ như là bệnh tiểu đường, vì cái nhân sâm vào thì nó giúp tăng cái hàm lượng, tăng insulin để cái đường gluco nó vào máu dễ dàng hơn, vì vậy là hỗ trợ rất là tốt cho bệnh tiểu đường cũng như là bệnh ung thư. Cái này thì trong group của Canon Vita có rất là nhiều những feedback của khách hàng á, thì các anh chị có thể vô trong group để mình tìm hiểu thêm giúp em ạ. Và đây là những cái bản tự công bố cũng như là bản về chứng nhận sản phẩm của Canon Vita. Và em xin phép được chia sẻ những cái sản phẩm hiện đang có trên kệ Robby của Canon Vita. Đây là cái dòng sản phẩm nhân sâm củ khô, và những cái dòng sản phẩm này thì nó phù hợp với rất là nhiều đối tượng khác nhau. Hộp phía bên phải của em đây là hộp nhân sâm củ khô 200 g, đây là loại đặc biệt nhất, cao cấp nhất, và nhân sâm này là nhân sâm đủ 5 năm tuổi ạ. Đủ 5 năm tuổi tại Canada. Và toàn bộ các sản phẩm này thì là những cái nhân sâm củ to nhất, đẹp nhất, để mà mình có thể đem dành tặng cho đối tác, khách hàng cũng như là người thân của mình. Và một cái hộp quà rất là ý nghĩa, đặc biệt là trong cái dịp Tết này, khi mà các anh chị tìm hiểu những cái món quà nào mà có thể đem biếu tặng, thì cái món quà về nhân sâm là món quà phù hợp nhất rồi đấy ạ. Tại vì từ xưa đến nay thì nhân sâm nó đứng đầu ở trong các dược liệu dược thảo quý, sâm nhung quế phụ, để bồi bổ và hỗ trợ cho cơ thể, bởi vì cái đặc tính của nhân sâm là nó bổ khí, nó vào trong cơ thể, vì vậy là nó giúp cho cơ thể của mình gần như là nó hỗ trợ nâng đỡ toàn bộ các hệ thống trong cơ thể, vì nó thuộc về cái thể là bổ khí. Và cái dòng sản phẩm phía bên trái của em đây là hộp nhân sâm 100 g, cũng là đóng hộp để xạ rất là sang trọng, nhưng mà với cái trọng lượng nó ít hơn thì mình có thể đem biếu tặng những cái hộp quà như này để vô cùng là sang trọng và lịch sự, và giá bán thì sẽ rất là phù hợp để các anh chị có thể đem biếu tặng, chứ không phải là một cái giá mà mình không có thể mua được đâu ạ. Và cái sản phẩm Canon Vita đặc biệt trợ giá cho các anh chị đó là cái sản phẩm sâm củ túi zip 100 g như này, nó từ 6 đến 8 củ, và cái sản phẩm nhân sâm này thì mình có thể dùng cho rất là nhiều cách, ví dụ như là một túi sâm 100 g này mình có thể về ngâm rượu, ngâm từ 2 đến 3 lít rượu, hoặc là mình có thể cắt lát ra mình pha trà. Và cái khi nhân sâm này các anh chị, một là các anh chị có dao chuyên dụng thì các anh chị dao sắc thì các anh cắt, hai là các anh chị có thể là bỏ hấp nóng lên, hấp và cho vào sửng hấp nóng lên khoảng 15 đến 20 phút, sau đó cắt lát ra thì cái miếng sâm sẽ mềm ra, và chỉ là sau khi mà mình cắt xong nguội khoảng 30 phút thôi thì cái miếng nhân sâm tự nó keo lại, và mình cho vào một trong cất vào trong cái hũ, và bỏ trong tủ lạnh mình sử dụng trong vòng 1 tháng đổ lại. Còn những cái củ nhân sâm nào mà mình chưa sử dụng đến thì các anh chị cứ bảo quản bình thường trong túi zip như thế này, hoặc là bảo quản trong những hộp như này, thì mình hoàn toàn có thể bảo quản được từ 3 năm trở lên nếu trong nhiều điều kiện nhiệt độ bình thường, bởi vì bản thân nhân sâm ở bên Canon Vita đã giữ lại cái độ ẩm chỉ có khoảng khoảng là 11% thôi, và nó vẫn là một cái nhân sâm rất là khô, khi mình bảo quản trong cái điều kiện thời tiết bình thường là bảo quản được rất là lâu, và không nhất thiết là phải bảo quản trong tủ lạnh đâu ạ. Tủ lạnh là chỉ khi nào mình đã cắt lát từ những củ nhân sâm này ra rồi, mình hấp nóng lên rồi một củ thì mình bỏ vô tủ lạnh để mình dùng dần trong vòng 1 tháng thôi, còn nhân sâm khô này thì mình chỉ cần bảo quản trong cái thời tiết bình thường là được. Và đây là cái sản phẩm cũng ở trên kệ Robby của bên em, đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và thành phần chính là 100% bột nhân sâm, bao gồm 60 viên. Sản phẩm này thì rất là tiện dụng cho những người mà tập gym, những người mà muốn hoàn thành những cái bài tập gym của mình nhưng mà không có đủ sức khỏe đó, thì họ có thể sử dụng cái sản phẩm nhân sâm này trước khi tập thể dục thể thao, để mà mình có thể hoàn thành tốt bài tập của mình, hoặc là những người bận rộn không có thời gian pha trà, nấu canh, nấu thức ăn
thì mình có thể sử dụng sản phẩm nhân sâm này 2 viên một ngày thôi, là mình có thể sử dụng để hỗ trợ cho cái cơ thể của mình nó rất là tốt. Và đặc biệt cái sản phẩm nhân sâm này thì hỗ trợ rất là tốt cho người già giống như là bị bệnh đại tràng, bị tiểu đường á, hoặc là hỗ trợ sau phẫu thuật, sau ung thư, rất là những cái trường hợp khác nhau mà mọi người có thể tham khảo để sử dụng cho những cái đối tượng người nhà hoặc là khách hàng của mình mà đang có những cái vấn đề về sức khỏe đấy ạ. Sản phẩm rất là tiện dụng để có thể mang đi mọi lúc mọi nơi và phù hợp với những người bận rộn không có thời gian để chế biến những cái sản phẩm khác nhau. Và cái sản phẩm mật ong nhân sâm ở bên em thì đây là cái sản phẩm mà được kết hợp giữa mật ong nhập khẩu từ Canada luôn. Và cái điều đặc biệt của cái hũ mật ong này, tức là mật ong thì bên em thì được thu hoạch từ những cái trang trại nuôi ong cách cánh đồng nhân sâm từ 3 đến 4 km tại Canada, và theo đặc tính thì ong nó sẽ tới hút mật từ nhân sâm, vì vậy là cái mật ong tự nhiên nó đã có cái vị thơm thoang thoảng rất là nhân sâm rồi. Và nhưng mà để đảm bảo thêm cái dưỡng chất ở trong mật ong thì Canon Vita vẫn cho thêm 5%, chỉ 4,99% thôi, thì em gọi tròn là 5% bột nhân sâm 5 năm tuổi vào trong hũ nhân sâm này để tạo thành một cái chất keo rất là đặc. Và mình một ngày mình chỉ cần một muỗng cà phê mình hòa với 150 ml đến 200 ml nước ấm thôi, ngày từ 1 đến 2 lần, và hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề chức năng sinh lý của cả nam cả nữ, chức năng sinh lý. Và đặc biệt là nhân sâm nó hỗ trợ rất tốt cho chức năng sinh lý chung nha các anh chị, rất là chức năng sinh lý chung luôn. Và cái sản phẩm nhân sâm mật ong này thì cũng hỗ trợ cho những người bị đau dạ dày, những người tiểu đường tuyết nhẹ có thể sử dụng nhân sâm như một cái biện pháp để bổ sung lại cái năng lượng cho mình. Và những cái chị em mà đang tuổi tiền mãn kinh hoặc là da sạm nám thì mình cũng có thể sử dụng mật ong nhân sâm hoặc là toàn bộ những sản phẩm nhân sâm của Canon Vita để hỗ trợ lại. Các anh chị muốn sản phẩm thuần hoặc là ngọt thì mình có thể lựa chọn những sản phẩm khác nhau. Và đặc biệt là chỉ có cái sản phẩm mật ong nhân sâm này thì là nó là cái sản phẩm keo khi mà kết hợp lại với nhau để mà mình sử dụng cho nó tiện dụng thôi. Còn các sản phẩm khác thì đa phần là chỉ là 100% từ nhân sâm thôi ạ. Và cái sản phẩm cuối cùng ở trên kệ Robby đó là sản phẩm nhân sâm khô cắt lát. Đây là cái sản phẩm mà rất là tiện dụng khi mà cả một ngày mình có thể phân ra tiện dụng luôn là ngày đến 2 đến 3 lát mình có thể sử dụng trong ấm trà đấy ạ. Các anh chị cứ sử dụng trong một cái bình trà mình ủ lại với nhau, và một ngày mình chỉ dùng khoảng 3 lát thôi, để là mình có thể mang đi để mình uống trong cả ngày rồi, và đến chiều thì mình ăn luôn cái xác nhân sâm trước 5 giờ chiều. Và thực ra là chỉ có một số người mà chưa quen thôi, còn như bọn em mà uống quen rồi thì em tối em uống thì em vẫn ngủ bình thường, chứ không không hoàn toàn là không bị mất ngủ khi mà mình sử dụng nhân sâm quá quá trễ đâu ạ. Và cái sản phẩm nhân sâm này các anh, nếu anh chị nào đã sử dụng rồi anh chị thấy rất là thơm, là tuy là nhân sâm khô cắt lát ra nhưng mà khi mà mình ngậm vào trong miệng là nó vị nó như một cái nhân sâm tươi, và mở nắp ra là đã thấy cái mùi thơm tự nhiên thoang thoảng của nhân sâm rồi ạ. Và đây là cái sản phẩm mà không có trên kệ Robby nhưng mà đang có tại showroom Canon Vita, thì em cũng giới thiệu để các anh chị nào mà có tìm hiểu thêm về sản phẩm thì biết để mà giới thiệu thêm cho khách hoặc là sử dụng cho gia đình, cho bản thân mình. Đây là cái sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới của Canon Vita. Sản phẩm này thì được bên trong này là có 4 loại nhân sâm quý, và cái thảo dược này thì hỗ trợ rất là tốt cho các anh nam mà đang có vấn đề về rối loạn cương dương hay là cái vấn đề về chức năng sinh lý không đảm bảo mà cảm thấy là mình có vấn đề thực sự đó, hoặc là hỗ trợ rất là tốt cho nam giới trong cái vấn đề mà tiểu đêm. Và tại showroom thì cũng có những cái sản phẩm nhân sâm được bình tỉa hoa như thế này rất là đẹp, và có thể là để mua về để trưng bày. Và nhân sâm thì hoàn toàn có thể ngâm rượu từ củ nhân sâm khô nha các anh chị. Nhân sâm khô các anh chị ngâm 100 gram, các anh chị ngâm khoảng 3 lít rượu rất là thơm, trong vòng 2 đến 3 tháng mình ngâm vào là cái vị nhân sâm nó thơm hơn cả nhân sâm tươi. Nhân sâm tươi thì nó chỉ phù hợp là khi mà mình tỉa hoa mình tạo kiểu thôi, chứ thực ra là khi mà ngâm rượu thì nó không thơm bằng nhân sâm khô đâu ạ. Và anh chị nào muốn thử cái vị nhân sâm thì có thể đến showroom tại quận 7, thì bên em sẵn sàng là chia sẻ cũng như là mời các anh chị trải nghiệm về các sản phẩm trà, mật ong cũng như là rượu nhân sâm.
Và nhân tiện trong cái buổi Zoom sáng ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu một cái sản phẩm mà Canon Vita đã tâm huyết trong rất là nhiều thời gian qua, và hiện tại thì sản phẩm đang được ra mắt trong tháng 10 này, đó là cái sản phẩm chiết xuất toàn phần mà dạng gói từ tiện dụng như thế này. Và cái dạng gói này thì có một dạng là với mật ong, just one honey là với mật ong, và just one sugar free là chỉ có không có đường ở trong này, chỉ 100% là phần chiết xuất nhân sâm không thôi. Và những mỗi ngày mình chỉ sử dụng một gói như này thôi, có điều kiện thì mình sử dụng một gói, còn không thì mỗi lần mình sử dụng một gói sản phẩm nhân sâm như này rất là tiện dụng và thơm ngon nữa. Và cái sản phẩm cũng đang ra mắt trong tháng 10, đó là sản phẩm cao sâm. Cao sâm đây là được cô đặc lại từ những cái tinh chất chiết xuất toàn phần từ nhân sâm và cái dạng cao, để mà mình có thể sử dụng là một chút cao sâm và mình hòa với nước ấm hàng ngày, hoặc là thêm chút mật ong hay thêm chút đường gì đó thì các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng khác nhau. Tại vì cũng nắm bắt nhu cầu của tất cả mọi người á, thì Canon Vita cũng cố gắng để sản xuất và giới thiệu ra thị trường những cái sản phẩm phù hợp hơn đối với lại các thị hiếu người tiêu dùng, để làm sao để đưa được cái sản phẩm nhân sâm Canon Vita đến với lại nhiều hơn với lại tất cả mọi người, để mọi người cùng nhận được những cái lợi ích giá trị thực sự về sức khỏe. Chứ Canon Vita thì không đặt nặng về giá trị kinh tế, mà chủ yếu là sản xuất để đưa lên cho các anh chị về để mình có thể sử dụng thôi ạ. Và đây là những cái lợi ích của nhân sâm Canada, có rất là nhiều những cái bài báo khoa học đã có thể chứng minh được những cái lợi ích vi diệu của nhân sâm Canon Vita. Và bản bản dĩ là nhân sâm Canon Vita thì đặc biệt là vì nó có cái lợi thế về cái khí hậu hay là cái nguồn nước cũng như là về thổ nhưỡng, nên là những cái hàm lượng chất nó luôn là dồi dào và hỗ trợ rất là tốt cho các trường hợp mà đang có vấn đề về sức khỏe. Và em cũng xin chia sẻ một chút, đây là những cái hình ảnh mà nhân sâm Canon Vita mới khai trương một cái cửa hàng nhân sâm tại siêu thị Vạn Hạnh Mall, nằm ở số 11 Sư Vạn Hạnh nối dài phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Và đây trên hình đây là chị, những gọi là những ngoài em ở phía ngoài cùng bên trái ra thì ba anh chị đây là ba anh chị gọi là nhà sáng lập cấp cao nhất của Canon Vita đấy ạ. Đây là chị Jenny, là nhà sáng lập của Canon Vita tại Canada, và trong thời gian qua thì chị cũng có mặt tại Việt Nam để hỗ trợ công việc. Và đây phía bên phải, ngoài cùng phía bên phải là chị Thanh Thúy, là chị là CEO của nhãn hàng Canon Vita tại Việt Nam, cũng như là anh Hòa là cố vấn cấp cao của nhãn hàng. Và đây là các anh chị cũng đến để động viên tinh thần các em để khai trương thêm một cái cửa hàng nữa. Và trước đó thì Canon Vita cũng đã khai trương một cửa hàng quầy nhân sâm tại siêu thị Satramart 3 tháng 2 quận 10. Và sắp tới đây thì ngoài cái kênh bán online thì Canon Vita cũng mở những cái quầy hàng chuỗi bán lẻ như thế này, để các anh chị có thể mời những khách hàng tới để tham quan trải nghiệm và mình không phải đi quá xa. Và theo em biết thì khoảng tháng ngày 16 tháng 10 đây thì sẽ khai trương một cửa hàng tại tại Đà Nẵng, và ngày trong khoảng tháng 11 thì mình sẽ khai trương hai cửa hàng nữa ở Biên Hòa, Đồng Nai và ở Tiền Giang. Thì rất là mong được sự đón nhận của các anh chị Robby để mình cùng đồng hành với nhãn hàng, mình sẽ đi lâu dài cùng nhau. Và chắc chắn rằng khi mà anh chị đồng hành với lại Canon Vita thì sẽ luôn được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ ban lãnh đạo cũng như là đội ngũ của Canon Vita, để mình có thể tư vấn với khách hàng bất kỳ những vướng mắc nào của khách hàng về bệnh nền cũng như là cách, hoặc là cách sử dụng, hoặc là cách làm sao để tiếp cận khách hàng, thì các anh chị hoàn toàn có thể liên hệ với lại bên nhãn hàng để mà mình được hỗ trợ tối đa nhất. Và em cũng xin kết thúc phần chia sẻ ở đây, và cũng xin chúc cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cũng như là rất là ủng hộ nhãn hàng trong thời gian qua. Và showroom thì hiện có địa chỉ tại số 9 đường số 9 khu dân cư ven sông tại phường Tân Phong quận 7, thì đây là trụ sở chính cũng như là showroom có tại các sản phẩm tại trưng bày tại Canon Vita.
và rất là mong được đón tiếp tất cả các anh chị đại lý Robby tới tham quan, trải nghiệm, livestream, chụp hình cũng như là tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm bên em. Hoặc là các anh chị có thể đến các cửa hàng tại Canada Vita sắp tới mở rất là nhiều những chi nhánh tại những cái vị trí rất là lớn tại siêu thị hoặc là trung tâm thương mại để chúng ta có thể tận dụng là mời khách đến trải nghiệm, tham quan và mua sắm. Và em xin kết thúc phần chia sẻ của nhãn hàng tại đây. Em xin nhường mic lại cho chị MC xinh đẹp ạ. Rồi, ok. Cảm ơn em Tâm An rất là nhiều ạ. Các anh chị thấy thế nào ạ? Các anh chị thấy tiềm lực của CND có tuyệt vời không anh chị? À thì nhà cung cấp ơi, có rất là nhiều các anh chị nhìn thấy showroom là rất là muốn tới rồi các anh chị. Cho nên là mình có thể là gửi cái địa chỉ lên trên khung chat ha, để cho các anh chị có thể là dẫn mời khách đến để trải nghiệm và để chiêm ngưỡng được với cái sản phẩm tuyệt vời của chúng ta, được không ạ? Các anh chị ơi, mình đã điền form mini game nhé. 133 anh chị, chúng ta hãy điền form mini game để hôm nay có những cái sự có phần quà cho mình trải nghiệm, được không ạ? Rồi em cảm ơn Tâm An rất là nhiều và cảm ơn cái sâm của bên nhà trên Linh, sâm nhãn hiệu là Canadian Vita các anh chị. Tại vì cơ duyên mà em đưa về, em rất là trong trong tâm rất là mong muốn để giới thiệu với các anh chị một cái nhãn hàng mới như thế này. Thực ra là cũng mới nhưng mà với team của Tây Nguyên thì nó cũng còn khá là mới, đúng không ạ? Có rất là nhiều anh chị nói là chưa biết đến, tại vì các anh chị đã quen với những cái nhãn hiệu trước rồi. Nhưng mà sau một cái sự mà cái động lực mà thôi thúc của em là em rất rất là muốn mời cái nhà này về, là tại vì sao? Cái sự trải nghiệm của chị nhà là ở team em á, và chị là một cái sự mà thì nói là giống như cái hôm đó là nhân sâm mà đã cứu cứu được chị á. Lúc đó chị rất là khó thở luôn, nhưng mà khi mà chị ngậm sâm lát thì chỉ cần 20 phút sau, là chưa đến 20 phút sau là chị đã tỉnh táo. Và nó là một cái sự rất là tuyệt vời, tại vì trước giờ á, em xin chia sẻ là bố của em á là một người là sống về nhân sâm các anh chị. Thật sự là sống về nhân sâm, tại vì ông rất là yếu, là bệnh tiểu đường, bệnh đủ các thứ bệnh luôn. Và một năm có thể là đi bệnh viện tới 6 tháng các chị. Đó. Và cứ mỗi lần nếu mà ông kiệt sức thì là bà sẽ hòa nhân sâm cho ông uống. Cho nên là cái công dụng tuyệt vời của nhân sâm là lúc nào cũng mang trong người em, hầu như là bây giờ mang mang danh là nếu như mà muốn mua nhân sâm thì kêu con gái của bà, nếu mà hàng xóm hỏi như vậy á, thì em là một người luôn luôn tìm tòi và em rất là yêu quý sâm. Đó, cho nên là khi mà lúc trước thì cũng có những nhiều nhiều hãng sâm khác, lúc trước em chưa có biết đến đến nhân sâm của Canadian Vita, nhưng mà khi mà đến lúc mà em, cái sự trải nghiệm của chị Nhàn đã là kích thích em tò mò, và em đã là một người mà mua về để cho mẹ trải nghiệm trước các anh chị. Mẹ là một người mà tại vì chăm sóc bố lâu năm, đi bệnh viện và lúc nào cũng mất ngủ một mấy tháng trời liên tục luôn anh chị, và rất là nhiều năm như vậy. Thì sau khi mà dùng mình mua về cái sâm củ á, và mẹ xắt lát ra và mẹ không, rất là lười hãm, thực ra là họ hãm vào cái bình này này đó, để uống rất là ngon, thơm ngon. Nhưng mà mẹ là lấy cái sâm lát á, mẹ mẹ đem mẹ ngậm ngậm, và sau một tuần thì mình có gọi điện hỏi, một tuần thì nói là mẹ ơi, mẹ dùng sâm thế nào đấy, ngậm thấy cứ còn ngọt ngọt ngọt, cái rất là thanh luôn, cái vị nó rất là tự nhiên, tại vì mẹ là người dùng sâm cho bố rất là lâu năm, nên là mẹ cảm nhận được cái sự chân thật, cái sự gọi là thật của sâm, cho nên là mẹ nói cái cảm giác rất là đúng luôn. Thì đó là sau đó một tuần nữa thì hỏi, thì nó thì mẹ nói rồi ăn nó ngon, ăn cảm giác nó ngon miệng và ngủ ngon quá trời, ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu giấc luôn đó. Thì cái cảm giác khi mà mình một người mà lúc nào mất ngủ thì mọi người biết là lúc nào trong cơ thể cũng khó chịu trong người, đúng không ạ? Không không muốn làm gì, và khi mà muốn nói chuyện nó cũng hay cáu lắm. Cho nên là khi mà mẹ dùng cái sản phẩm sâm này thì mẹ cảm thấy rất rất là ưng ý, rất là ưng ý. Cho nên là Ngân muốn chia sẻ cái điều tâm đắc này đến với tất cả các anh chị em, càng nhiều người biết càng tốt các anh chị. Và cũng ấn tượng là khi mà chị Thanh Nhàn nó đã chia sẻ là chị đã đến tận showroom. Khi chị là một người rất là kỹ, khi mới vào Robby là chị tìm hiểu cái sản phẩm gì đó là chị phải đến tận gốc. Đó, chị phải đến tận gốc, và chị đã là người mà chạy mấy chục cây số lớn rồi, đúng không? Chạy mấy chục cây số giữa buổi trưa là chạy lên showroom để nhìn xem là có thật chất hay không, có phải là đúng nhập khẩu về hay không, hay là chỉ là sản xuất rồi đóng gói tại Việt Nam thôi. Đó, cho nên là khi mà
Chị đã tìm hiểu như vậy rồi á, và em chị hay chia sẻ với em, và em là một người luôn luôn mong muốn đưa cái những cái điều thật chất đó đến cho mọi người ở trong tim của chúng ta, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và hồi nãy á, thì các anh chị có thể là có em có để chờ em xíu, em cho show cho một số cái hình ảnh mà đã được chị hồi nãy chị nói á, bây giờ em xin chia sẻ cái hình ảnh. Các anh chị hãy chú ý đến cái chương trình flash sale này nhé. Cái chương trình flash sale này vừa cho mình cái trải nghiệm cho khách hàng, và vừa sẽ có một cái phần quà để mình trải nghiệm mà cái sâm rễ là các anh chị. Để em share cái sâm rễ này các anh chị. Các anh chị nhìn thấy hình ảnh em share không ạ? Cái sâm rễ này rất là tuyệt vời các chị, dưỡng chất thì nó cũng gần như sâm củ, nhưng một cái là điều là tại vì cắt từ cái đây ở trong này này, cắt từ những cái củ sâm ở trong này ra, thì cái sâm rễ này mình có thể là mình sẽ hòa chung với lại mình hãm như hãm trà, đúng không ạ, ở trong cái bình bình thủy á, cái bình giữ nhiệt để mình uống, nhất là miền Bắc nhé, bây giờ là đang cái thời tiết chuẩn bị hanh hanh lạnh rồi đúng không ạ, thì mình có thể là hãm vào cái bình giữ nhiệt đó, rất là tốt luôn, rất là tốt anh chị nhá. Hai nữa là mình có thể là ví dụ như mình hầm gà, hầm xương hoặc là làm gì đó, là mình cũng có thể là giấm mình cho vào, thì đó là một cái dưỡng rất rất là tốt luôn, nó rất là tiện dụng. Hoặc là mình sẽ lấy những cái bình thủy đó mình đi đâu mình cũng có thể là chia sẻ cho khách hàng dùng thử, và các chị sẽ biết là khách hàng khi mà uống mới uống vào đầu lưỡi thôi là các chị sẽ cảm nhận ngay cái vị chân thật của nhân sâm, mà không phải là có vị đường hay là vị gì hết, nó đặc tính của nhân sâm là nó hơi nhạt nhạt một chút xíu đúng không ạ, và nhưng mà khi mà uống xong nhấp xong thì cái vị ở đầu lưỡi nó rất là ngọt anh chị, và uống xong vòng khoảng là nửa tiếng tiếng sau hoặc là 15 phút sau là các chị đã thấy người tỉnh táo, với một người đang khỏe mạnh thì cảm nhận nó không có rõ rệt, nhưng mà với một người mà đang mệt mỏi mà đang chóng mặt mệt mỏi thì các chị họ sẽ là một người cảm nhận rất là rõ cái vấn đề này các chị nhé. Thì đây là có một cái chương trình flash sale mua một túi củ nhân sâm, cái này hồi nãy là mọi người cũng nghe Tâm An chia sẻ đó là khoảng từ 5 đến 8 củ đúng không ạ, đó, hoặc là cái hũ mật ong này, mật ong này rất là đặc biệt đúng không ạ, họ mật ong nó sẽ là đi hút mật của nhân sâm, tức là cái mật nguyên cái mật ong không đã chất chất lượng rồi, nhưng mà đã ngâm thêm bổ sung thêm nhân sâm nữa, thì các anh chị sẽ mua một cái này hoặc một cái này thì đều được tặng là sâm rễ, một túi sâm rễ. Cái sâm rễ này là một cái sản phẩm phễu lúc trước thì có ở trên kệ, nhưng bữa nay là cái sản phẩm này là đã hết ở trên kệ rồi, cho nên là mình sẽ mua một cái này, lên đơn một cái túi nhân sâm này, mình sẽ có một bài trải nghiệm để cho mình đi làm một cái sản phẩm phễu mà đưa đến khách hàng, và các anh chị yên tâm là khi mà khách hàng đã sử dụng nhân sâm này rồi thì chúng ta sẽ có một cái doanh số rất là bền vững, họ sẽ quay lại họ dùng, và họ cái tiếng lành đồn xa đúng không ạ, họ sẽ giới thiệu khách hàng, và cái tệp khách hàng cũng khá là rộng, tại vì lúc trước là những cái sâm mà không có cho người cao huyết áp dùng được, nhưng mà với sâm của Canada Canadian Vita thì là sâm nguyên chất, không có pha bất cứ một cái tạp chất nào, thì các anh chị là có thể sử dụng cho những người cao huyết áp các anh chị nhé, cho nên là các anh chị những cái đối tượng rất là rộng. Vậy nên với những cái sự tất nhiên là một người có rất là nhiều cái vấn đề khác nhau đúng không ạ, cho nên các anh chị hãy cho vào những cái group của nhà cung cấp, để ở trong đó có những chuyên gia họ sẽ là người tư vấn cho mình ha, họ sẽ là người tư vấn. Các chị đã thấy ở trong khung chat là có những cái group Facebook hoặc là Zalo á, thì chúng ta hãy xong vào đó để chúng ta được tư vấn kỹ càng hơn, và chúng ta sẽ có chớp chớp nhoáng những cái flash sale nhà sâm rất là hay hay khuyến mãi đó các anh chị, thỉnh thoảng là có một cái flash sale thôi, và có các anh chị hãy canh làm sao mình được này mình được cái quà trải nghiệm như thế này, cho là có là cái bình thủy, đôi khi một cái túi sâm này là 900.000 đúng không ạ, 900.000, nhưng mà mình được là một cái bình thủy này là cái bình giữ nhiệt này này là đã là 699.000 rồi các anh chị, rất là tuyệt vời, nhà sâm đang được trợ giá, và chính phủ của Canada là người đã đưa sâm đến với Việt Nam bằng cái thương hiệu này đúng không ạ, thì là mình được ăn được trợ giá rất là nhiều, cho nên các anh chị mình hãy tranh thủ ha. Lúc trước em mua nhân sâm thì em đều phải muốn mua chính hãng là mình đều phải nhờ cái người từ nước ngoài em mua để gửi về, nhưng mà với sâm với Robbie các anh chị hoàn toàn yên tâm, đó là những cái từ gốc đúng không ạ, đến từ những cái sản phẩm không có hàng nhái hàng giả,
đúng không ạ? Cho nên là mình rất là yên tâm để sử dụng ha. Ok, các anh chị hãy tranh thủ nhé, các anh chị mình hãy tranh thủ để làm cái và các anh chị biết bây giờ là đã là quý 3 là chuẩn bị Tết, Tết năm nay đến sớm đó là ngày tháng 1 đúng không ạ? Tháng 1 là đã Tết rồi, cho nên các anh chị mình hãy chuẩn bị giới thiệu cho khách hàng thật nhiều để sao Tết thường là những các anh chị hồi nãy đã mình đã thấy những cái hộp quà đúng không ạ? Các nhân sâm họ đã làm cho mình một cái hộp quà nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Đúng không ạ? Thì cái đó là cái quà của Tết này, quà với cho cha mẹ, quà với cho sếp, cho sếp rồi là cho khách hàng đúng không ạ? Nó rất là đẹp đúng không? Và không những đẹp không mà ở bên trong nó lại rất là chất lượng. Và một số cái bình thủy thì bình thủy mà ngâm rượu á, bằng nhân sâm tươi thì không bán online được đúng không ạ? Tại vì nó rất là dễ bể, cho nên là những cái showroom đó chúng ta cũng có thể đến để trải nghiệm. Đến để trải nghiệm và đến để mình chụp cho mình những tấm hình để mình làm profile đúng không ạ? Và có thể là dòng nhân sâm sẽ là một cái thương hiệu cho các anh chị. Và khi mà ai cần nhân sâm là nhớ ngay đến các anh chị đúng không ạ? Có phải là rất tuyệt vời không ạ? Hình ảnh ở trên những cái showroom nó rất là đẹp, nó rất là lộng lẫy đó các anh chị. Rồi, ok, không biết là các anh chị mình đã điền hết form mini game chưa ạ? Điền hết form mini game chưa ạ? Chúng ta có 30 giây để điền hết nhá. Và Tâm An mình chuẩn bị để cái phần mini game này, quà mini game nó sẽ là 3 phần quà các chị, 3 phần quà là 3 túi túi sâm rễ để mình trải nghiệm và mình đi chia sẻ cho khách hàng. Đây là một cái công cụ rất dễ đưa vào lòng người các anh chị nhé, rất dễ đưa vào lòng khách hàng. Chúng ta chỉ cần là hãm cái bình thủy thôi, hãm cái bình giữ nhiệt này và chúng ta đi đâu chúng ta cũng xách đi. Và em thấy là một cái người mà khó sử dụng thực